Hoàng Anh Gia Lai không có lực lượng mạnh nhất ở chuyến làm khách trước Hải Phòng. Khi tiền đạo Thanh Bình bị treo giò, Hoàng Anh Gia Lai gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng trước Hà Nội FC ở vòng 10 V-League 2023 với tỷ số 1-0. Chiến thắng đó giúp đội bóng phố núi chen chân vào top 8 đội mạnh nhất. Ở vòng đấu 110, Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách trên sân của Hải Phòng. Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Piatek được dự đoán gặp nhiều khó khăn. Khi phải làm khách tại Chảo Lửa Lạch Tray, huấn luyện viên Piatek không có sự phục vụ của Thanh Bình ở trận đấu với Hải Phòng. Mặt khác, Hoàng Anh Gia Lai cũng không có lực lượng mạnh nhất. Khi tiền đạo Thanh Bình bị treo gì do tích lũy đủ số thẻ phạt, Thanh Bình chính là người góp công lớn giúp Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Hà Nội FC ở vòng đấu trước. Với việc Thanh Bình bị treo giò, huấn luyện viên Piatek nhiều khả năng sẽ sử dụng cúp viên đá chính ngay từ đầu. Ở mùa giải năm nay, mùa giải trẻ, cúp Việt thi đấu tương đối tốt khi được trao cơ hội. Trận đấu giữa Hải Phòng với Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2023 diễn ra vào lúc 19:15 ngày 4 tháng 6.